20 cây đúng không? Anh thay dầu thay lọc rồi đúng không? Hyundai i20 nhá. Thay dầu thay lọc không hết bệnh nhá. Thay dầu máy thay lọc máy thay nước cũng làm mát. Với anh chỗ anh nào có độ xe nó không mấy thằng đấy nó máy móc. Làm theo em trên 50 ô tô mà. Nó dạng như kiểu là chắc anh em thấy y máy mới thay lọc xăng lọc xiếc đúng không anh? Thay lọc xăng thay buji. Thay lọc xăng thay buji xong bắt đầu mới sang lọc dầu. Không lọc dầu thì thường xuyên rồi. Lần thay dầu, lần thay dầu. Không đang nói dầu số ấy. Anh thay chưa? Anh cũng thay dầu số rồi đúng không? Vừa mới thay. Kiểm tra biết nó còn vỏ. Nó bảo là kiểm tra lỗi mang ra ngoài rồi mà công ty nó không có máy scan. Vừa em nhìn hôm qua em nhìn đồng hồ của anh, em biết em đi ít thì em không cần kiểm tra đâu. Không, anh kiểm tra rồi em không kiểm tra lại đâu. Bởi vì xe anh đi ít lắm. Đây này. 20 nha. Tháo. Để em dưới này. Con này đi thi thoảng giật cục phát, nó y luôn. Nó đấm như thằng đấm vào lúc mình đấy, sáng nay vừa đi đội bà cũng đi trường đi đúng rồi gì ạ à? Sáng nay đi đội bà đưa bà già ra đi làm nó đấm như vào lúc mình chết rồi. Cái này là của anh đang chớm bị, còn nếu mà nhiều người ta cố đi ấy là nó bị lặng là vào giờ luôn, là vào giờ là giật luôn, không nó đi nó chỉ đi một số thôi. Đi nó hại số nha anh. Của anh đang đi một số 3 mà anh đòi tốc độ lên tầm 100 là không đi được. Rồi, làm tháo xử lý nha. Chắc chưa? Nó con này ăn ngay đấy. Con này cũng chả đuôi đẽo gì anh nhỉ? Hồng nguyên. Ừ, xe cỏ đi làm không thích độ đẽo gì không? Quý nhìn lại anh đi 7 vạn à? 7 vạn mà con này đời 2011 đi 7 vạn. Mà bây giờ là 2021. 15 đi 7 vạn, 1 năm đi chưa được 1 vạn. Thế ở tính từ 30 cây cho đến 26 cây chính xác rồi cả đi cả về. Ngày nào đi. Anh đi thua xe máy em. Em 1 năm đi hơn vạn. Ok chưa? Mang máy ở đây nào. Đâm tổ máy nha. Cắm vào đầu lỗi đi nha. Để động cơ tắt nha. Dạ. Nó sao này? Hyundai i20 2011. Này. Không giật đấy nha. Hyundai i20 2009, 2010. Chuyện gì đi cho mọi người. Đây là bảng cầu chì trong xe của Hyundai i20 này. Những cái cơ bản như là dây lê đèn này. Đây là đèn đuôi bên phải, đèn đuôi bên trái, đèn hazard. Đây cầu chì nhá. Tứ khí này. Mấy cái như gương, lóc, đèn phanh, còi. ABS, IG này, gạt mưa này, cầu chì gạt mưa này, cầu chì pha cầu chỉ của đèn pha, đèn cốt bên phải, đèn cốt bên trái, 10A, hai cái 10A. Đèn gạt mưa phía trước 25A, gạt mưa phía sau là 15A. Sau khi xử lý xong này bắt đầu chạy thử xe nhé. Đây là i20 này, có chạy được 7 vạn thôi, bị tình trạng này rồi. Này có lóc cửa ấy chứ. Chưa, anh bảo là vòng tua 60 đã phải hơn 2.000 rồi. Đấy, sau khi xử lý xong vòng tua 60 là hơn 1.000, gọi là có chuyển số rồi. Bởi vì đồng hồ nó không hiển thị ở đây thì mọi người khó thể nhận biết được, thì mọi người có thể nhìn vào cái vòng tua ấy. Xử lý xong nha, em cảm ơn mọi người. Mọi người thấy hay thì cho em một nút đăng ký để em thêm nhiều video hơn, hữu ích hơn nha.